Thưa anh em, đây là hành trình bắt đầu của Linh khi mà thử nghiệm mùn Unitera. Đầu tiên là mình sẽ cho hạt giống vào để mình ngâm. Cho hạt giống vào để mình ngâm ngâm ở trong hai cái bát này. Đây nha anh em. Bên này là đại diện cho giống bí ngòi xanh. Tưởng là nó nhiều hạt lắm nhưng nó chỉ có 11 hạt thôi. Còn bên đây là đại diện cho cải bẹ màu gà. Thì nó có rất nhiều hạt nên là chỉ dùng một phần ít thôi. Đấy, còn đâu cái này thì sẽ mang về cho mẹ Linh trồng. Đây là thao tác chuẩn bị này anh em. Ở đây thì Linh sẽ làm thí nghiệm là một cái thùng là 2%, một cái thùng là 0%. Cho nên ấy là Linh sẽ có một cốc mùn như này và sẽ là 50 cốc cát như này ở trong mỗi thùng này nha. Tác chuẩn bị đã xong, thêm một bước nữa thì anh em thấy là ở đây cái thùng này là Linh dùng 2% Unitera nha. Thì ở đây là có một cái cốc mùn này. Một cốc mùn này là tầm 210 ml nha. Đấy, chúng ta có thể quy là 200 được cho dễ. Và Linh đã đong ở trong đây là 50 cốc cát. Đấy. Thì nó tương đương với tỷ lệ là 2%. Đó. Còn đây chúng ta đong 100 cốc cát với một cốc mùn thì nó là tỷ lệ 100% nha. Bên đây thì hoàn toàn là không có gì cả. Bên đây không có gì cả. Và bây giờ thì là Linh sẽ trộn cái mùn này lên cùng với lại cát này và bắt đầu gieo hạt. Đây là hạt hoa của công ty. Và bây giờ thì Linh sẽ ngâm cái hạt giống này, sau đó là Linh sẽ trồng vào trong đây. Đây là 5 lít nước và đây là 5 ml mùn vi sinh dạng cô đặc. Thì đây là tỷ lệ 1:1000, sẽ tưới hàng ngày nha anh em. Tưới hàng ngày luôn. Bây giờ thì Linh sẽ bơm trực tiếp vào đây. Đó. Cái bình vàng này thì là cái bình 2 lít này. Thì là mình vừa mới sang từ cái bình to này sang cái bình vàng này. Để một lát nữa là mình sẽ làm ẩm cái cát trước, sau đó là mình mới gieo hạt nha anh em. Thao tác tưới lần đầu và chuẩn bị gieo hạt bắt đầu nha anh em. Hai cái này là có tưới mùn này. Đây, nước mùn thì để ở đây. Nước mùn cô đặc nhá. Đó. Cái chỗ này thì sẽ gieo hạt hoa của công ty này. Đây có cái tên của cái cây hoa này luôn nhá. Tên lưu ở trên bút chì này. Đó. Còn bên đây thì là không có gì rồi. Và bây giờ Linh sẽ gieo hạt nha. Đây là cận cảnh hạt gieo hạt nha anh em. Thì đây, đây là những cái hạt bí ngòi này. Đấy. Còn đây là những cái hạt cải này. Một lát nữa thì là Linh sẽ phủ cát lên. Đây là 2% này. 0% đây nhé. 0% đây. Đây còn đây là hoa này, hạt giống hoa này. Hạt giống hoa của công ty trồng. Thì đây là mình sẽ phủ cát lên. Sẽ phủ cát lên để cho nó ấy. Những cái hạt nó được che phủ. Chứ không thì nó lại không được che phủ thì nó sẽ mọc không tốt á. Có lẽ là sẽ phải đánh lên. Nói chung là anh em ạ, Linh là một người mà trồng xương rồng nó cũng chết đi, thì không biết là những cây này sẽ phát triển như nào. Một người mà không hề biết làm nông nha, không hề biết làm nông. Đây và đây nhá, mấy cái hạt này thì Linh cũng chỉ biết là phủ cát lên thôi. Phủ cát lên và sau đó là mình sẽ tưới cho nó, tưới nước cho nó thôi.
mong là các em hạt lên tươi tốt, bởi vì chị Linh làm là rất là ok đó. Nói chung là cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà hy vọng là các em ấy với cái việc là chúng ta có mùi sao mình không làm này ta, có cái mùi sinh học thì các em ấy sẽ sống tốt hơn. Đấy, trên cây của chúng ta là có thể vượt lên những cái sự vùi lấp này không, để mà nảy mầm không. Mùi Utera của chúng ta thì rất là tuyệt vời, nó chứa hàng nghìn tỷ vi sinh vật ở những cái vùng đất nguyên thủy ấy. Đây là bên đây, độ che phủ khá là ok rồi, che phủ khá là ok. Xem cho được đều xem một tí. Một bác lông dân không chuyên nghiệp đều là 2%, còn đây là 0% nha. 0% thì đấy, mình cũng phủ đi cho nó lên. Xem kiểu xem lung tung luôn, không bất cứ một cái quy củ nào cả. À, mình có thể như thế này này anh em. Đây, tại vì là một người không chuyên cho nên là Linh chỉ biết làm như này thôi, nghĩa là đảo lên như này. Đấy anh em ạ, không biết là nó có vượt lên trên để mà nấy không cơ. Với bàn tay khéo léo của chị Linh, hy vọng các em sẽ nảy mầm được. Chúng ta cùng xem nhé. Cái này thì là không có mùn, cái này không mùn và sẽ tưới bằng nước bình thường này. Mùn là tưới bằng nước bình thường này. Thì theo một số tiến trình của các bạn đã thử nghiệm trước, nhưng kiểu như bạn Tú Anh thì bạn thấy là cây thì dần sẽ chết bởi vì trồng trên cát và tưới nước bình thường không có phân mùn. Còn cái này của mình thì nó sẽ có phân mùn này, nó sẽ có phân mùn. Ở trong cái phân mùn mà mình mang về thì nó còn rất là nhiều vi sinh vật luôn. Mình nhìn, anh em có thể nhìn thấy rõ luôn là bên trong đấy vẫn còn nhiều con vi sinh vật sống nữa. Ok, đây là xong bước đầu tiên và chúng ta sẽ cùng chờ đợi cái quá trình mà các bạn ấy lấy mầm nha.